Có tí xíu cái nó từ từ nó mờ lại. Hai bên này là đường trúc hết. Và bên mà thả. Trời đất ơi, nhìn con vậy. 400. Mờ quá không thấy đường luôn mà con ơi. Đây, đường đi lên chùa Đồng Yên Tử trong cái mùa này mình đang đi trong mây đã không? Mây mù quá đã luôn. Trên này có những con bướm rất là lớn mà rất là đẹp nè. Bướm đẹp ghê, bự ghê. Wow, túi nước. Cái nước này hồi nãy là chảy vô cái hốc nãy á, đúng không? Chảy vô cái hốc nãy á. Nước chảy luôn kìa. Bắt rượi luôn bà con ơi. Con ngồi da trắng mịn mà hồng hào như chị ấy. Nó đẹp quá ta, đây nè, phong cảnh nhìn kìa. Đã không? Ủa, ở bên kia có cái đường đi lên đỉnh giống như Mã Phì Lèng hay gì hả? À, đường đến là đường đồi thôi ạ. À nhưng mà là cái đường đẹp ghê ha. Thấy không? Đây kìa, bên kia kìa. Ừ. Trời nãy à, chị bước thôi. Nghe tiếng côn trùng kêu đồ đã ghê, bà con. Mấy con bướm ở đây không hiểu sao nó to ghê đây kìa. Bướm rất là bự luôn bà con, đây nè, nó bay kìa. Ô, chuẩn bị nó bay nó đậu vô mình luôn. Nó mà đậu vô mình được là trúng số đó. Đúng không? Chuẩn bị có tin vui hả? Ừ. Ở đây có Hiền Trang nè, ừ. Tề Thiên nè, Tư Bắc Giới nè. Còn số thắng đâu rồi? Sao đang đâu? Nó hài á. Phi Thả. Trời đất ơi. Nhìn con vậy. 400. Cái này hiếm lắm, lâu lâu không gặp đâu, mấy năm không gặp đâu. Ủa có cái đuôi ngổ kìa. Này rất đẹp mà, đẹp luôn. Thôi mình nói chung đáng đáng. Một lá nhá. Cái này cái gì? Cái này cái gì chị? Đây là cái tròn lá. Cho một lá mà em nói hả? Nhưng nó thơm lắm đúng không? Để làm gì? Cái này đây mình trải nghiệm mình ngửi đi. Cái này để ngâm làm thuốc xoa bóp. Thuốc xoa bóp cánh cảm. Ờ đồ ăn chứ. Không. Vò vò một tí à. Rồi sao trả ở đây này của em nè. Còn trái này là trái nho hả? Củ lạc tiên. À củ lạc tiên. Còn này là măng đúng không? Măng chúc. Không, cái mùi này không phải mùi lá trầu mà mùi gì á. Cái lá trầu yên tử và lá trầu tiên yên tử. Wow. Nó không đúng với trầu ăn của mình đâu. À, hết tỷ, hết tỷ. Nó đúng không? Ừ. Vâng, em vừa bán chị, bà này bán một con 400. Nhưng mà bây giờ là anh mua xong rồi chị đi bắt lại như vậy. Không, chị đi về chị có đi bắt làm gì. Không làm, cứ đấy làm gì đi xa, thấy không có người thì anh thả đâu. Không có quen nó cũng về. Anh đi thấy người, cũng thấy người, anh đánh xác. Mà tại vì mình mua thì người ta sẽ đi bắt, có nghĩa là không nên mua. Nó đi bà con ơi. Đúng rồi, với lại thứ hai là không nên mua mấy cái đó. Ô, ô đẹp quá ta. Wow, nãy giờ không thấy cái này. Ờ, cái tháp trong sương mù luôn bà con, nhìn đã không? Wow. Bảo tháp trong sương mù. Cái này là tháp gì em? Bảo sái luôn hả? Không ạ, tháp này chỉ là để tạo cảnh quan thôi, chính là cái nhà ga cắt treo mình vừa đi thôi. Ồ. Nhưng mà ở trong sương mù nhìn nó mờ ảo ảo nhìn cũng hấp dẫn đúng không? À có lý ghê mà. Rồi thôi đi tiếp luôn. Trời ơi đã ghê. Quanh đây là sương mù hết, không thấy gì hết trơn luôn.
sương mù không á, bữa nay sương mù quá là nhiều luôn, không thấy gì hết. Tượng An Kỳ Sinh, tượng đá. Ai không ăn kem nhưng mà lấy lon bò hút đi. Bò hút đi, nhiêu lon? 30.000 à. Đi không uống này không? Vậy, hả? Không? Đúng rồi, bỏ cho miếng đá đi. À, lấy lon lạnh đi, 30 phải không? 30 là rẻ hơn cách đây 10 năm. Anh không có cân. À, hình như 17 kg á, anh không nhớ. À, khoan, để im nữa nha, con này con gì vậy? Để im luôn. Dạ. Con này là con chuồn chuồn phải không Đạt? Đây là con này nè. Không, đi chung với người anh Vương nhiều khi. Chuồn chuồn phải không Đạt? Đây là con này nè. Không, đi chung với người anh Vương nhiều khi không có tới 7 kg anh xách giùm chị được. Con này con bướm hả? Bướm không? Đây nè, khoan khoan nha. Được. Bay rồi. Đây không chị? Đây lấy lon này nè. Red Bull. Đúng Red Bull phải không? Rồi thôi lại giùm. Cậu không muốn quay, cậu ngại. Vỏ tôi ăn vỏ, còn ruột anh ăn đi. Rồi cái bánh. Vào. Vô. Không chịu ăn. Lát là xuống, trở xuống hết trơn luôn đó. Nghe tiếng chưa chim chích chè. Bây giờ là 16:09, còn bao nhiêu phút nữa tới chú? Ủa gần tới rồi hả? Rồi cảm ơn chú. 10 phút nữa thôi bà con ơi, cố lên. Sao chị? Đây đây, chỗ này là chỗ bò này. Hả? Lên tới đây là tới rồi đó. Wow. Cũng hồi xưa bò chứ bây giờ này, thực ra đây là chỗ bò này à, nhưng mà bây giờ vẫn có đường đi. Hồi nãy mới thấy ánh nắng, giờ hết trơn rồi, giờ hết nắng rồi. Ủa hết nắng rồi. Ok, có chút nắng hắt lên kìa, đẹp không? Ok. Woo.
từ nó mò lại rồi. Đây, đi đường này nè chị. Wow, lên tới rồi. Tới rồi. Woo. Oh, nắng là đẹp quá. Đây tới chỗ rồng rồi bạn ơi. Mây mù. Gió mạnh lắm luôn nha, xung quanh là không có gì hết luôn á, gió rất là mạnh. Và lên đây thì mình đi qua đây đi, dễ đi hơn. Wow. Mờ câm luôn. Mờ luôn á, không thấy gì hết luôn á. Mây gió mây nó bay. Không thấy gì hết luôn nha. Mờ câm luôn. Mờ luôn á, không thấy gì hết luôn á. Nhưng mà có một chút ánh sáng kìa. Mặt trời. Nhưng mà có một chút ánh sáng kìa. Mặt trời. It is me. Go through the deep forest, high mountain. Listen to the wind blowing over your head. In my heart there are only many colors. I love nature. I love you too. Explore nature. Endlessly passionate. Nhìn xuống một cái vực sâu luôn.
Rồi xong, mình sẽ đi xuống lại. Mây gió nó bay vù thấy ớn luôn á. Tấn đồng. Và mình lúc là lúc tại dưới chân núi sau đó là em mang cho đèn lắp ép. Rồi nắng hai bà luôn cho đèn lắp ép. Mình lúc mạnh sau đó thì nhưng mà anh nói này ở đây nếu mà đồng không vậy sao nó không bị sét đánh ta? Dạ. Kim loại như vậy sao không bị sét đánh? Nhưng mà cái này làm là năm mấy? À. Nhưng mà có ghi chữ chùa Đồng nè, nơi tiếp nhận công đức á. Công đức chùa Đồng. Chùa Đồng đây, còn đó là chùa Công Đức. Rồi bây giờ đi xuống là nó cũng mù câm luôn, không thấy đường luôn mà con ơi. Mù quá. Mù quá luôn. Thấy mờ mờ đằng xa rồi. Đi lên cũng không thấy mà đi xuống cũng không thấy luôn. Đây này có chữ lối xuống kìa. Mờ quá không thấy đường luôn mà con ơi. Cái này gọi là trúc lâm là đúng luôn á. Tại vì hai bên là trúc nè. Hai bên này là đường trúc hết. Và mình đang đi xuống rất là đẹp ha. Mây nó bay mù ở đây luôn, gọi là phù vân mà. Nó cũng tới lúc mà nó không còn sức nữa thì nó nằm đây. Ủng hộ để bạn này chuẩn bị mua xong là bạn này đi về với gia đình, về với chồng con. Đây là cái gỗ này gỗ gì? Ngọc am, gỗ ngọc am. Còn đây là sáo nè, ai muốn thổi sáo không? Rồi ai đau lưng, đưa đây, đưa cái lưng đây. Cách. Đưa gối này quất phát luôn là khỏi về luôn. Nó kêu để nó từ tà đó chị. Nhà chị có bị ma kêu cho đỡ mà. Ngồi đi chị, ngồi đi. À, đi em nha. Tự nhiên em ngồi đây mở hàng đắt ghê ta. Chưa có mua gì mà có người tới mua quá trời. Đưa anh coi coi, đưa anh coi, đưa quay coi. Máy của ai ta? Wow, đẹp quá. Cái này chụp bằng máy của ba đồng chí ấy hả? À, chị tặng em hả? À, rồi, em cảm ơn chị Tina nha. Rồi, đi đâu đeo kêu lúng lẳng luôn. Được tặng một cái chung rồi. Footsteps on a long road. Experience the harmony of nature. Feel new discoveries. Alex Hole Discovery. It is me. Go through the deep forest.
Quá. Sao có nhiều món gì hấp dẫn vậy? Không, cái đó là cái gì? Cái trái củ gì? Ừ. Không, cái củ đó đó. Củ mà sao? À, trời ơi. Là nấm chay hả? Vâng. Experience the harmony of nature. Feel new discoveries. Alex Holt Discovery. It is me. Go through the deep forest, high mountains, listen to the wind blowing over your head. In my heart there are nature. I love you too. Explore nature endlessly, passionate feet walking on thorny roads. Thousand stories wait for the day to tell. Explore nature, it's my passion.